Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Clip này thì mình sẽ làm về khẩu 3Z Transformer, một cái khẩu súng 3Z VIP duy nhất có giảm thanh. Ok, và ngoại hình nó rất là đẹp đấy. Cho mình sẽ lên chỗ cao thẩm du, từ cao bắn xuống, thế như trẻ tre. Hay lắm, có một bạn đây này, chắc cũng cầm 3Z VIP đục đục đây này. Cái tiếng của nó thì nghe hơi bị dị. Đấy, chỉ cần bắn bục 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 thôi, nhưng nó ẩn chứa bao nhiêu là sát thương. Đấy, không như đoàng đoàng như là kiểu 3Z bình thường. Rồi đấy đấy, thôi xong rồi. Bao nhiêu ánh mắt, nó chĩa lên cái chỗ cao nhất như thế này. Đấy, rồi thằng tơ nó lăm lăm sát khí. Ơ, nhảy nhở, mấy thấy thằng tơ thôi, mà cái thằng mực fake đó nó đã lao lên rồi. Thằng này hack rồi, mấy nhỉnh thế. Thằng mực fake mà sao đi nhảy nhở. Rồi lên đây sao lát cái này. Cho mình lên cái thằng kia, úi dồi bạn chết rồi. Sau kia, đảo như rằng là kiểu gì bạn cũng chết thôi. Thôi thì nằm xuống cho rồi, để mình cầm hero mình cân tất. Lại đây, úi dồi, đồng thế. Đồng thế, cái điện mậy. May quá, tốc độ bàn thờ ghê quá cơ. Úi dồi, nghi gì. Lại đây. Úi dồi, đông quá, đông quá. Còn có 500 máu thôi ạ. Pha đấy hổ báo quá, toàn hủy diệt. Thế mèo nào, mấy hôm nay chơi toàn hủy diệt. Anh em cứ chat lên là hôm nay, mấy hôm nay hình như là free hủy diệt hay sao. Thì mậy khám thật. Hủy diệt với lại con mực fake VL. Mấy hôm nay cho free mấy con đấy thì chơi hero khám lắm. Không thể chơi được, không thể ngửi được. Đấy là theo phong cách của anh em Sầu Nhi. Rồi, đúng rồi. Nhìn kia, một cảnh tượng cực kỳ là khổ đau. Nó đẩy sạch cái thùng hàng luôn ạ. Thế luôn đấy. Đúng rồi, sao lại không trúng đam nào thế này. Bọn kia nó nút sạch. Hay lắm DM. Mình bị lag à. Méo nãy giờ bắn không trúng đi nào. Rồi, hay quá, hiện đam lại rồi. Nãy như là bị cái gì ấy, cho mình bị lag. Cứ mất tiết liên tục, mà bắn thì lại không hiện đam. Úi dồi, cái gì đấy. Cứ đứng ở dưới móc đích người ta thôi. Đấy, người ta cứ không thích mà cứ thông đích người ta thông lên. Rồi té rồi, đằng kia chết rồi. Thanh niên trời diễn sâu quá đây mà. Thẩm du quá sâu. Bảo làm sao cũng chết được. Lần sau thì diễn nó bớt lại, chứ diễn sâu quá lại sấp mặt. Rồi mấy thanh niên rất là khổ sở khi mà chạy sân bay. Thế mình thì cứ bình tĩnh thôi. Đấy. Rồi thẩm du chết hết. Thùng hàng bàn thờ nó lùa sạch. Thì mấy phòng này chơi hay nhở. Đùa thật đấy chứ. Đứng chỗ nào nó cũng phát hiện. Biết phải làm sao đây. Rồi phải quan sát thôi. Rồi kìa, nó lấp ló với lại. Rồi, kinh quá. Hero sắp chết rồi. Bạn ơi ra đây mình cover cho. Ra đây nào. Và mình chỉ cover vài phát thôi. Chứ nếu mà nó móc lốp thì mình sẽ sắp mặt lờ. Ô, cái thằng này nấp sau đấy nhìn nhấp nháy mà không ăn được. Thật là VL. Úi dồi, chết rồi. Sorry bạn hiền. Và đấy mình không thể cover được. Này thì nấp nó này. Cái thằng này nhấp nháy không ăn được này. Đùa thật đấy chứ. Thanh niên yếu rồi còn ra gió làm cái gì thế không biết. Mình sẽ biến hero thôi. Biến hero để gây sự chú ý. Đấy, mình phải tỏ ra nguy hiểm cơ. Đấy, ít sự chú ý quá là mình phải đi sang thái phẫu thuật thẩm mỹ để cho nó đẹp dài hơn, để anh em chú ý hơn. Chứ thế này thì không có ai chú ý mình. Rồi gì đây. Thôi chú ý thôi là được rồi. Định mới không cần phải sờ cái bàn tay đấy vào. Ok, mình lại sang phòng khác đây. Cái kết cục thì anh em cũng biết rồi. Nó tẩm du một lũ. Mà pha đấy thì mình bị làm dân bài. Thắm quá, phải thoát thôi. Không cào được, không thể ngửi được. Đây, bây giờ lại một lũ. Đi bệnh đùa. Đi phòng nào cũng một lũ trên thùng hàng thế này. Thật là VL. Phải ước gì trên đấy có dân bài. Á đủ. Rồi, liếc nhau làm cái gì. Rồi, thôi. Thằng nào làm thì thằng đấy chịu nhá. Thế méo là sẽ ăn ốc lại đổ vỏ lên người tôi. Mậy. Vừa thấy thằng tơ. Ôi. Mất bà nó cái giáp luôn. Hay lắm DM. Thanh niên tơ, sao bạn hay quá. Mấy cái thằng trên thùng hàng thì không lên móc, cứ để móc cái giáp của mình. Hay lắm DM chú. Tôi sẽ té sang đây. Đấy, rồi. Đâu rồi. Á đủ dưới này. Ghê thật đấy chứ. Rồi thằng kia chết rồi. Diễn sâu quá bạn ơi. quay tay hơi bị ghê. Ui, cái điện mệnh gì đấy, hết cả hồn, không thể tin được. Và đấy mình lại lách thoát trong khi mất giáp rồi. Ôi, hay lắm tơi, mình có làm gì bạn đâu. Trời ơi, sao lại bạn cứ muốn hiếp mình thế này. Rồi có hero này, chắc mình biến luôn đi. Hoài lắm. Cái điện mệnh. Rồi biến luôn đi. Mắc rồi, mắc thì phải biến thôi. Nghĩ gì? Thằng đi nhây. Này thì nhây. À đồ, liếm sạch thế kia. Ôi, bạn ơi cover cho mình để mình cân bọn này xem nào. Ôi, còn 4.000 máu. Rồi đâu đông thế. Trời ơi. Tên là VL. Hay lắm. Cái thằng hero thì mệnh nó không bắn cover mình ạ. Ảo lòi thật đi chứ. Mình lao vào hiến xả thân để cứu nó. Thế mèo làm. Biết thế mình bỏ nó mà đi cho nó chắc chuyện. Ở đâu hủy diệt ào ào đến. Ghê thật đấy chứ. Chơi toàn cho hủy diệt thôi. Nếu ở phòng toàn nấm non thì phê lắm bị mệnh. Ở bên China nó tặng nhiều hủy diệt đấy nhở. Thế mèo chơi toàn hủy diệt. Khắm quá cơ. Hủy diệt thì nó mạnh lắm. Nó sờ vài phát là chết con hero thôi à. Cần phải bắt cua để chạy thôi. Chứ mấy pha đấy mà lao vào solo thì không thể ăn được. Tại vì hủy diệt nhiều mà. Nó kiểu như là lấy thịt đè người. Thấy nó đè sấp mặt lờ. Cái điện mệnh tính ngắm gái tí thôi. Thế méo là làm giống bài thế này. Đấy, bây giờ thẩm du đông quá biết phải làm sao đây. Đông thế này. Các bạn ơi, dùng đây. Hãy solo như hai người đàn ông. Thì mệnh chơi thẩm du. Chơi thẩm du này. Rồi lùi ngược lại, giết chúng đó. Rồi chết này, chết này. Chết này, chết này. Này thì lên này. Rồi nó lùa sạch. Đấy, có sai đâu. Nó cầm cái lưỡi liềm. Nó làm sát khí, nó đi lùi nó mới ghê chứ. Mệnh thanh niên vẫn khôn, vẫn tỉnh táo phết đi nha bạn. Không thể tin được. Cái cào nó là nó biết nó làm giùm bay. Nó đi lùi. Ở cây lưới hái thì vừa chạy nhanh này, vừa tăng chạy nhanh mà vừa tăng HP hay sao ấy. Ghê lắm, nó đẩy sạch cái thùng hàng. Gì đấy? Rồi. Rồi, ghê nhở. Thôi té. Một cảm giác bất an. Để anh em lao lên thôi, mình cầm cương thi không đủ trâu bò để cân hero. Thằng kia đâu? Rồi. Cái gì đấy? Trời ơi, bây giờ vẫn còn thẩm du à? Ghê thế nhở. Rồi mày chết chắc rồi cưng ạ. Rồi biến ngay, tỉnh vờ lơ. Bọn bên khựa chơi hay đấy nhở. Đùa thật đấy chứ. Ghê thật. Rồi cầm, không cầm hero súng mà tự nhiên cầm luôn là hero down. Này thì hero down này. Bố mày lại sợ mày quá cơ. Úi dồi, cầm hero súng thì đang còn rụt rè đấy. Chứ down thì cân. Ngồi xuống lại bút cưu thôi. Hơi bị bệnh hoạn ở đây. Một cảm giác cực kỳ bệnh hoạn. Và chúng ta sẽ cùng lên thế này. Tiếp tục quay tay thôi. Cầm 3Z thì cứ quay tay là chính thôi. Đi săn làm cái gì nó mệt người. Rồi các bạn ơi, cút ra. Mình chỉ thích đứng một mình thôi. Úi dồi, cái gì đấy? Ui, đi mậy. Thằng một bên. Ghê thật đấy chứ. May quá. Mày nó chưa kịp định hình nó là đang làm cái gì. Nếu không mà nó định hình kịp thì là lúc mà mình gia nhập team zombie. Rồi bây giờ nó đổi sang tia chớp. Hay lắm bạn ơi. Vẫn còn thời gian đổi sang tia chớp ư. Đúng là mình còn thừa thời gian để chạy. Pha đấy đáng nhẽ lôi 3Z là bắn thêm vài phát nhỉ. Nhây là dễ chết lắm. Cái gì đấy, hết cả hồn. Cứ tưởng là zombie chạy đến thôi. Cứ lông sòng sọc. Thật là VL. Ui, tự nhiên đảo như răng lạc kìa. Đảo kinh quá. Đảo cỡ đấy, không chết mới lạ đấy. Bạn rất tốt nhưng tự zombie rất tiếc. Cái gì đây? Phải bình tĩnh quan sát hai bên thôi. Thẩm du chỗ này cũng không phải là chuyện để đùa. Úi dồi, ghê thế. Ôi may quá. Có hero luôn này. Đùa thật đấy chứ. Á đủ, đồng là đồng thế. Bình tĩnh các bạn ơi, mình sẽ bắt cua chạy zombie thôi. Ui, đồng vãi cả hàng. Té rồi. Phận làm hero là phải chạy suốt sấp mặt lờ. Sấp mặt lờ. Ô, còn một tí máu không chết này. Ảo lòi. Lại đây. Lại đây. Không ăn được mình đâu. Mình cầm hero súng thì khoai lắm. Rồi cứ chạy thôi. Đấy, cầm hero down thì mình cứ thích làm cận chiến nên dễ sắp mặt. Chứ còn cầm hero súng thì còn lâu mới ăn được mình. Đúng rồi, mút thôi. Ơ cái định mệnh. Mình nhảy mít thôi mà. Đừng. Hay quá. Thế méo nhảy mít một tí thôi, nó không tha liền. Bình tĩnh. Lao vào làm gì? Yếu thì đừng có lao vào đây. Hero tôi nó mạnh lắm. Rồi. Yếu này. Ra gió. Đông thế. Bay cả hàng. Rồi còn có 3.000 máu. Ui dồi. Mẹ.